Bữa nay em đến đây để em cảm ơn anh Hùng. Trước kia em sử dụng cái rin này nhưng mà em thấy ốm lại. Bây giờ em sử dụng cái collagen. Oh. Cái anh Hùng nhìn em trắng da hơn. Đúng da rồi. Em mạnh hơn. Đúng rồi. Rõ ràng là cái da sáng hơn. Và đúng là dòng collagen là cái mục đích của công ty Hồng Food là muốn mang đến cho những người sử dụng, đó là ngoài vấn đề về sức khỏe thì còn sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó được cải thiện, cái làn da sáng hơn. Yeah. Và sức đề kháng được tốt hơn. Vì vậy đây là cái dòng cũng rất là đặc biệt và mới ra đã được sự ủng hộ của Trăng rồi, thì đây là một cái điều mà Hùng thấy là vô cùng là quý. Và đây cũng là một cái minh chứng rõ ràng nhất để cho những ai yêu sức khỏe, yêu vóc dáng của mình có thể cải thiện. Một tháng gặp lại thôi mà Phi Hùng hết sức là sửng sốt. Từ size L mà bây giờ thành size M. Cái này chắc là tháng nữa chắc thành siêu mẫu quá. Anh rất là tâm đắc cái câu của Trăng lúc đầu nói là hồi xưa là đồ chọn em. Dạ. Đúng không? Lúc nào mình phải muốn, cũng là lúc nào cũng phải tìm những cái size đồ nó phù hợp với mình. Còn bây giờ là mình có quyền được lựa chọn đồ bằng cách mình cải thiện cái vóc dáng của mình, đúng không? Dạ. Ồ, hay, cái này rất là hay. Mình sẽ làm chủ cuộc sống của mình bằng cái sự ý thức trong vấn đề dinh dưỡng thôi. Dạ. Điều đó cũng đã thay đổi, làm cho những người phụ nữ thêm đẹp hơn. Dạ, em thì rất thích đẹp. Cho nên em muốn tìm mấy cái sản phẩm nào mà có đẹp là em uống. Nên anh ra cái sản phẩm này. Cái em uống cái này, bây giờ anh ra cái collagen. Collagen là em đọc là cái trong đây là trắng da, mờ nám, tan nếp nhăn. Rồi cho nên em thấy những cái này nó tốt cho em, nên em rất thích. Em mới lấy cái này về em uống, em trải nghiệm để em bán cho mọi người. Chắc hẳn là Trăng sẽ có rất là nhiều những người bạn bè cũng như là những khách hàng mà thấy được cái sự thay đổi ngoạn mục này, đúng không? Dạ. Cho nên đây cũng là một cái tín hiệu mà Hùng cảm thấy vô cùng là mừng và vui khi mà có được những cộng tác viên, những người đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm để đưa đến khách hàng một cái cảm nhận rõ ràng nhất. Rồi chúc em lúc nào cũng đẹp như đóa hồng này. Sao bây giờ đi ông xã có thường xuyên gọi điện thoại để chăm sóc cũng như là lo lắng không? Em nói thiệt, ông xã rất là lo lắng cho em. Đi đâu ông xã cũng điện em hết. Ở đâu ông xã vừa đi ra là chút xíu là điện liền. Ông xã có thắc mắc là sao giờ này thấy đẹp hơn rồi, biết cách phối đồ nhìn rất là dễ thương không? Dạ có. Tự ông xã đi sắm đồ cho em luôn. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là quá hạnh phúc rồi. Có một người chồng rất là tâm lý và yêu thương vợ. Nhưng mà trước hết là mình tự thân là mình phải thay đổi, đúng không? Dạ. Đó, trước khi mà chờ chồng thay đổi thì mình phải làm cho cái vóc dáng của mình thon gọn trước. Dạ. Ồ, đây là một tín hiệu quá vui, quá mừng. Chúc mừng Trăng và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến một người chồng, một người anh rất là tuyệt vời đã luôn luôn quan tâm đến phụ nữ. Dạ. Ông xã em lúc nào cũng ủng hộ em. Dạ. Ông xã cứ kêu em cứ uống đi. Ông xã ủng hộ hết mình. Bây giờ thì em có thể tự tin để giới thiệu những sản phẩm này đến tất cả mọi người được, đúng không? Dạ. Mọi người, em thấy em uống cái sản phẩm này, thật là nhiều người thấy cũng rất thích, cũng nhiều người dùng đến lắm. Có nhiều người thì nói là uống nó rất là khỏe. Cái giảm đau nhất. Đúng rồi. Là những người mà bị nhức xương với lại đau bao tử, là nhức đầu, là uống là hết. Là người ta thích là một lần mua. Mới đầu thì chỉ mua cái chỉ có một hộp vậy. Nhưng là mấy lần sau là mua từ 2 hộp hoặc 4 hộp. Wow, vậy là quá vui rồi. Bởi vì là dòng sản phẩm thì anh hướng tới là không chỉ dành cho những người muốn giảm cân mà còn dành cho những người lớn, những người mất ngủ. Hoặc là có thể uống cái này chúng ta cũng có thể giảm stress nữa. Thì đây không phải là thuốc mà là dinh dưỡng. Khi mà kháng thể trong cơ thể chúng ta nó mạnh mẽ hơn, nó khỏe hơn, thì lúc đó là những cái âu lo, những cái stress nó cũng dường như nó cũng tan biến. Và đặc biệt là cải thiện làn da đẹp như là người mà đứng ngay bên cạnh Phi Hồng đây. Một cộng tác viên, đó là em Trăng ở Tây Ninh, Trảng Bàng. Cảm ơn em rất nhiều. Lúc nào cũng mong là thấy được em rạng rỡ như đóa hoa này. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn cả nhà.